Đây, trước mặt anh em có thể nhìn thấy là cái mặt sàn chiếu từ trên đỉnh xuống. Và cái khung hiện tại thì anh em mình làm là làm về ngược lại của cái khung này. Trước ngày trước là bọn mình là làm xuôi, bây giờ là làm ngược lại. Cái đợt trước thì bọn mình làm chỉ làm lan can tay vịn, còn đâu cái khung ấy. Cái khung thì ở dưới công ty trụ sở chính của mình làm. Chứ bây giờ thì anh em mình lại nhìn vào đây để làm ngược lại, nó là một lại là một cái vấn đề nó khó hơn. Mình cần phải tưởng tượng nhiều. Nhưng trong bản vẽ này thì khi tính vật liệu nó vẫn như khung cũ anh em nhé. Đây. Ở bên này bây giờ mình sẽ dở sang bên này nhé. Cái trên này thì mình không không rồi đấy. Bây giờ mình sẽ dở sang bên này. Bên này thì nó sẽ các bạn của ở đây nó chiếu thì là những cái chỗ về sàn thôi chứ không có cái gì chi tiết hơn là sang bên sau này. Đây như mình có thể ở chỗ này đây thì đợt này hôm mình đã làm xong hết những cái khung này rồi, làm hết khung này rồi, làm hết khung này nhé. Bây giờ thì mình đang làm mấy cái lan can, ví dụ như ở chỗ này này, 1 2 3 4 này. Đi chỗ này nữa, mình đang làm đang tính vật liệu, đang bây giờ mình đang cắt vật liệu. Hôm nào mình đính xong đính thì mình sẽ làm video cho anh em xem. Đấy. Khung thì bọn mình đã gần như là hoàn thiện. Đây. Chỗ này thì là cái chỗ để mà khi khi mà mình những cái hạng mục về các số ở trên khung nhá. Cái này xuất hàng thì mình dùng đến cái này. Mình ghi này. Mình giải thích qua đâu. Đây bắt đầu bây giờ mình đến đến khung. Khung thì anh em có thể thấy là ở đây nó sẽ biểu thị, ví dụ như là chỗ này có tổng của nó là có 7 cột. Đây là một một cột này, hai này, cột hai này, cột ba này, cột bốn này, đấy, cột bốn này, cột năm này và cột sáu, cột bảy. Thì nó sẽ biểu thị ví dụ như ở đây là tầng tầng đầu tiên này, tầng một này. Nó sẽ ghi số đây, nó sẽ ghi số 1 1 đây. Đấy, nó sẽ ghi như vậy. Và anh em sẽ xem tính vật liệu thì mình chỉ việc nhìn vào đây thôi. Ví dụ như chỗ này thì mình nhìn lên chỗ này 1830, đây là có một cây vật liệu là 1830. Và cái chỗ này là 600. Đây. Chỗ này anh em sẽ thấy được ở cái dàn này của mình nó sẽ có thông số từ vật liệu. Vật liệu thì nó có sẽ thông số là có H đây, H150 nhân 150 nhân 7 nhân 10 và H300 nhân 150 nhân 6,5 nhân 9. Đấy, H200 nhân 100, H150 nhân 75 và C150 nhân 75. Thì ở trong cái dàn này nó sẽ có những cái loại vật liệu tên ở đây nó sẽ ghi cái cột và nó khoanh vào như này. Đấy, anh em sẽ nhìn vào đây và tính. Vậy thì tính ví dụ như cái chỗ đây. Mình sẽ zoom lên ở cái vị trí này nhé. Các bạn có thể thấy là khi mà cái cột này nó biểu thị kiểu như thế này nhé. Biểu thị như thế này. Đấy, như thế này. Là nhìn từ trên đấy, nó nhìn từ trên xuống dưới. Đấy. Mình sẽ lấy bút đỏ cho nó nhìn cho rõ nhé. Đây.
cái cột này nó sẽ kiểu như thế này, thì tương ứng với cái chỗ này nhá. Đầu tiên là lỗ này các bạn chưa cần để ý, là sau nữa thì mình sẽ quay sang bên lỗ cho nó biểu thị rõ ràng, thì mình sẽ giải thích cho anh em xem. Như ở chỗ này thì hiện tại bây giờ cây chỗ này thì nó sẽ có cái kích thước ở đây là cây số 5 này. Số 5 này là nó là cái cột này nó là H150 này, nhân với lại 150 nhân với 7 nhân 10. Bây giờ mình sẽ quay sang bên tổng thể ở bên này cho anh em xem mấy cái chân trước để anh em định hình được. Là nói chung là tất cả các cột này, ví dụ cái số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 này, số 6, số 7 đều là H150 nhân 7 nhân 10. Vì để mình nhìn biết làm sao được là đây cái cây này là H150 nhân 7 nhân 10 thì anh em mình sẽ phải dở sang bên bên này nữa. Dở sang bên này. Anh em thấy mấy cái sàn mình cũng áp búa, mình hôm nào mình ghép đây. Anh em có thể thấy là đây này, đây nó sẽ ghi là số 1 này, số 2 này. Số 1, số 2 đây là cái hai cái bản chiếu. Đây, hoặc là số chỗ này là số 4 này. Đấy, chỗ này số 4 này. Thì nó sẽ ghi ở đây, nó ghi ở chỗ này. Cột đây. Đấy, mình khoanh chỗ mình khoanh nhá. Nó sẽ là H150 150 hay là cây số 4 này. Này. Rồi, cây số 5 này. Đây, mình sẽ phải dở hết để mình xem để cả bây giờ sang mặt bên này nhá. Đây mặt bên này cũng vậy. Đây, mình đang chỉ xem mấy cái cột thôi nhá. Đây, chỗ này. Chỗ này. Rồi đây. Cây đây là mặt chiếu từ trái qua phải. Đấy, cây số 1 tất cả là đều là H150. Đây sang bên này cột bên này. Đây nó ghi đây anh em nhé. Đấy, và cái bích ở dưới đáy của nó đây, nó ghi ra chi tiết đây. Đây anh em này, nó là 16 này, bích 16. Còn trên đỉnh bất di bất dịch ở trên đỉnh này nó sẽ là tấm tôn 9, nó đặt ở trên đỉnh đấy nhá. Bây giờ mình sẽ quay trở lại cái bản vẽ này sau khi anh em biết được cái cột là biết được tất cả các cột này là H150 nhân 150 nhân 7 nhân 10. Thì bây giờ mình sẽ tính vật liệu. Tính vật liệu thì bây giờ mình tính, anh em sẽ tính hết ở trên cái mặt sàn này trước, tất cả các mặt sàn, sau đó mình ra sang tính cột. Đấy. Đây ví dụ như là ở đây là cái tầng 1 thì đây, tầng 1 là sàn 1 này. Tầng 2 là sàn 2 nhá. Thì ở đây thì anh em đã tính được một cây vật liệu là 1830. Thì cái cây này ấy, nó sẽ không, những cái loại này như này thì rất là đơn giản, chỉ việc cắt ra xong thì là đục lỗ là xong thôi, khoan lỗ là xong. Còn ví dụ như cái cây đây, cây số 5 này, nó sẽ có một cái chỗ mình gọi là đây là cái chạc nhỉ. Đây là một cái chạc đâm ra để sau bắt với cái cây số 11 này. Thì mình sẽ phải tính cái này như thế nào. Mà khi mà đây 600 ấy, cái chỗ 600 này đấy, đến thân của cái cây H150 này nhân 150. Thì khi mà mình tính vật liệu thì mình chỉ việc là anh em chỉ việc lấy 600 thôi. 600 Trừ đi một lửa của nó. Vì cái cây này nó sẽ đâm ở bên sườn chỗ này, đâm ở đây. Đấy, mình vẽ ra như này, nó đâm như này. Đấy, mà
mà nó lại tính từ tâm đây, thì mình sẽ phải lấy 600 trừ đi trừ đi 75 vì nó là 150 x 150 thì anh em sẽ được một cái cây là 525. Đấy. 525. 525 một cây. Thì tương tự với việc khi mà anh em đã được tính được cây như này rồi thì là tương tự với cái cây bên này 600 thì anh em cũng là 525 một cây. Đấy, tính là anh em nào mà đã tính được hết cái bản vẽ này là anh em có thể triển khai làm được cái dàn này. Anh em nhìn tưởng tượng được. Đây. Như là mình làm bọn mình làm đang làm ngược mà. Những cái cột như thế này là bọn mình phải làm ngược hết. Ví dụ như đang là cái cột xuôi này mà mình làm ngược sang bên này thì cho cái dâu này sang bên này để thành ngược. Thế bọn mình làm quen rồi nhưng mà mỗi khi mà mình làm mình vẫn phải vẽ ra để cho nó mình làm hình dung cho nó dễ. Đấy, mình cái quy cách của mình làm bản vẽ là mình hay tô màu. Mình tô màu để được mình nhìn dễ hơn. Nhìn dễ hơn và nó bóc tách nó đỡ bị rối mắt. Đấy, ví dụ như là các cây từ các số đây, mình sẽ tô theo một màu, hoặc là những cái chỗ mà đột lỗ thì mình sẽ tô màu này. Đấy. G1 mình tô G1 màu vàng, hay là G2 mình tô màu xanh. Như ở bên này thì anh em cũng tương tự như vậy. Ví dụ như là đây. Đây bên này nó sẽ có thông số H150 nhân 175 hay là H200 nhân 100. Đây H200 nhân 100 này. Còn cái cây số 1, số 2 này nó sẽ là vẫn là H150 nhân 150 nhân 7 nhân 10. Thì ngoài việc là trừ như kia rồi thì anh em có thể xem ở cái chỗ vị trí này. Đây. Chỗ cái cây số 1 nhá. Mình đang zoom lên đấy. Mọi người có thể thấy ở cái chỗ này. Mình sẽ vẽ này. Nó như thế này. Cây nó như thế này. Thế bây giờ là cái H200 x 100 nó lại đâm vào cái kiểu như thế này. Đấy, nó đâm như này. Nó lại đâm như này. Yeah. Thì bây giờ là nó đâm hẳn vào lòng cái cây H150 x 50 thì mình... Và kích thước chỗ này nó lại là 600. Đấy, thì bây giờ là cái bản thân là cái sườn... cái tâm ở giữa này này nó là bao nhiêu đấy. Nó là 7 anh em ạ. Đấy. Đây H150 x 150 x 7 x 10 thì cái 10 này nó sẽ là cái chỗ này, cái vị trí này, cái này là 10 này. Đấy. Còn cái 7 là cái sống ở giữa này, sống này, cái sống này nhé. Đấy. Thì bây giờ mình quay trở lại đây 600 này thì mình sẽ phải tính làm sao để ra được thì 600 đến tâm của cái số 7 cái giữa này thì mình sẽ phải lấy 600 nhé. Chỗ này mình sẽ phải lấy 600 này, chỉ việc trừ đi 3.5 thôi. Đó. Là 596.5. Anh em nhớ là khi mà mình cắt vật liệu mình cắt chuẩn và phải cắt chuẩn nhé, không được sai một gem, trừ khi là cắt sau khi mà mình cắt đâm ngoằm các thứ thì mình để rộng ra để mình hàn cho ngấu thôi. Đó. Thì mình ở cái chỗ những cái chỗ như này thì anh em nhớ là chỉ trừ đi nếu nó đâm vào trong lòng như thế này thì trừ đi 3.5 thôi, trừ đi lửa của tâm ấy, 7 thì trừ đi 3.5, trừ đi 1/2,
Đấy. Thì bên này thì cũng tính tương tự như vậy thôi. Đây, ví dụ như nó biểu thị J1 này. Đây, ở đây nó sẽ biểu thị là J1, J1, J2, J2 hay là J4 này. Là những cái chỗ là để cái bản mã, cái chỗ đục lỗ thì mình sẽ phải dở ra đằng sau bản vẽ để mình tìm xem cái chỗ đây, ở đuôi dưới đuôi này nó sẽ biểu thị. Bản vẽ này hôm nào cái khung này hôm nào anh em mình lắp lên cho anh em hết cho anh em xem. Cái này này chắc là khá phi. Đây. Sẽ dở hết ra đằng sau thì nó sẽ cái chỗ mà nó ghi J1 J2 này anh em ạ. Thì lỗ sẽ đột như này. Đây, kích thước lỗ là lỗ 18. Đây. Lỗ 18 này. Từ ngoài vào là đây. Từ ngoài vào là 40, 60. Đấy, tiếp là J3 này. Rồi thì hàn bao nhiêu, đường hàn bao nhiêu thì nó ghi đây rõ ràng anh em, ghi để ví dụ như này. Chỗ này đường hàn 4 này, 4 này, 4 4 này. Thật ra đường hàn 4 thì nó ghi là quy định như thế nhưng mà mình hàn mà anh em hàn to hơn một tí cũng không vấn đề gì cả. Sơn vào là xong. Mình làm cũng làm nhiều rồi. Đây chỗ này J4 này, J5 này. Đấy, nó sẽ là biểu thị cái chỗ để mình đục lỗ này, với lại cái bích bích mình gá vào đây để bắt với cái những cái thanh mà nó chỉ đục lỗ thôi. Đấy. Đây nó biểu thị rõ ràng, nó khi mà ghi đấy mình chuyển sang mình dở hết ra sau để mình xem nó chi tiết hơn. Rồi, mình lại quay trở lại với cái này. Thì việc tính bản vẽ thì mình ở đây thì mình chỉ việc nhìn vào đây rồi mình làm thôi. Mình tính qua xong là mình lại chuyển lật trang. Cái này chỉ zích zắc là khi mà anh em đính cái cột này này. Nó có 5 tầng mà mỗi tầng nó có những cái chạc mà nó thò đây cái chỗ này. Nó mới gọi là bên Nhật gọi là menokusai, rất là phức tạp đấy. Nó ngoằng này, phức tạp nó ngoằng đây. Mình sẽ sang sàn trên này. Đây, nó sẽ từ trái qua phải. Thì tương tự như vậy thôi, anh em cũng cứ xem là anh em như này là anh em có thể tính được vật liệu mà. Không có gì là khó cả. Khi mình lúc mình đính đó, mình đính cái bản mã thứ là mình làm là hơi bị khó hình dung nó, mình không đo không tập trung thì sẽ dễ sai. Anh em thấy mình zoom hẳn lên trên này, mình phải tính hết, mình ghi ghi đây. Đây nhất là cái những cái chỗ chéo như này này anh em này, chỗ chéo này là anh em mình toàn để lại khi mà lúc sau ghép hết rồi, xong bắt đầu anh em mình làm hết những cái xung quanh rồi bắt đầu mình ghép thành cái hình thì bắt đầu mình mới đính những cái chéo này đấy, để cho nó khớp lại. Chứ đính trước thì có nhiều khi là cũng độ chính xác nó không được 100% tuyệt đối được đấy. Mình nếu khi mình ghép vào mình mới bắt đầu đính cái này ấy, mình nắp mã vào mình cắm vào đây thì sẽ chuẩn chuẩn xác hơn 100% hơn. Đây cả những cái chỗ chéo này là rất là phức tạp này. Ở đây ý, nó sẽ ghi những cái chỗ anh em có thể thấy là chú ý ở chỗ này này. Cái vị trí như này, vị trí này thì nó sẽ là cái chỗ này sau này ra công trường nó hàn, nó nếu anh em có thấy cái chỗ đen
đen đen này. Đấy, là sau này nó ra khung trường nó hàn. Chỗ này này, J2 hầu như cái J2 này. J2 là ra khung trường hàn. Đấy. Mình qua qua đây xong rồi mình sang bên cái cột bên sang bên đấy này. Đây, bên cái vỏ 2 tấn này về anh em mình làm là thời gian là hơn 800 tiếng. Chưa tính sơn, sơn thì là riêng. Còn cái sàn này là làm tính ra là 868 tiếng. 2 tấn là làm tất làm dàn mới đến này nan can tesseri cầu thang đủ các kiểu. Đấy. Để zoom bên này lên cho anh em xem. Toàn là H200 nhân 100 này. Đấy. Sang bên bên sân này, cái này cái số 4 số 5 rồi. Đấy, có mấy sàn kia to thôi nhưng sàn này thì bình thường. Sang bên này thì nó ít hơn. Đây, bên này cơ bản là mình dễ bị nhầm bích. Soi qua bây giờ chắc soi qua cho anh em xem, anh em hình dung với anh em nào ở trong kênh mà đã từng làm cái này có thể sơi được cái bản vẽ này trong vòng bao nhiêu thời gian thì anh em comment bên dưới nhé. 22 tấn. Đây, bên này. Cột đây. Cột này nó rơi vào mười mét anh em, 10 mét 650 mỗi một cái hê tầng này. Đây 1 2 3 4 5 tầng, 6 tầng đây, 1 2 3 4 5 6 thì từ đỉnh xuống thì sẽ là cứ 2 mét một tầng thì 1 2 3 4 này 5 là 10 mét cộng với lại 2 m 2 một tầng. Đây. Mình zoom to đây. Chỗ này nó sẽ là 2 m 2 một tầng. Là 10 m 650. Thì mà cột thì chỉ là loại H150 nên khi mà mình đính xong thì anh em có thể thấy là cái hình mình đưa cho anh em xem đấy thì coi cho anh em xem nó dài thần thưỡn luôn mà nó mỏng, nó dẻo như bún ấy, nó cong. Đấy. Bên này thì mình không cần phải xem, mình nhìn cái đoạn này nhé. Này nó chỉ biểu thị tầng thôi, nhưng còn mấy cái cột này thì mình đã ở trên mặt sàn lúc nãy mình soi thì đã tính được vật liệu hết rồi, chủ yếu là cái cây này. Cái soi đường này ấy, mình chỉ xem để mình tính được cái vật liệu của cái cây này thôi. Cái cây này. Đấy. Thì lúc đấy mình có soi cho anh em ấy là ở dưới đây. Chỗ này là bích 16 thì nó biểu thị đây, cái số 16 này. Đấy, mình khi mà tính mình phải trừ đi cái bích này. Bích này. Cái này ở trên đỉnh này. Trên đỉnh này. Chỗ này nhá. Ở cái vị trí chỗ này thì trên đỉnh này nó sẽ có một cái bích 9 nó phủ ở đây, thì khi anh em tính vật liệu anh em phải trừ đi bích đáy với lại bích đỉnh như ra được cái cây vật liệu này. Đấy, bây giờ mình chuyển sang đây bên này nhé. Nó sẽ biểu thị rõ ràng cái cây số 2 này nó có
6m275 này, xong thì trừ đi 9 trên này và trừ đi 16 ở dưới này thì nó sẽ ra là 6250. 50. Mình đây, cái dàn chéo này mới là cái mà mình làm xuôi như này thì không sao, nhưng mà mình phải làm ngược lại như cái hình này, mình sẽ phải làm ngược lại thì nó sẽ khó hơn, đau đầu hơn anh em ạ. Mấy cái dàn này, cái dàn này mình làm đính trước vào đây, xong thì hàn trước đi, cũng là hàn, sau đó thì sau này bắt lên thì chỉ việc bắt thôi. Mấy dàn rằng này là dùng C150x75 là cái U150x75 đấy. Đây lúc anh mình bảo anh em là ở đây này, cái anh em đấy nhá, thật ra thì anh em phải thấy là nó ghi rõ ràng ở đây bích là bích 16, nhưng mà đường hà này nó ghi chỉ mỗi đường hà 5 này, này. Rõ ràng luôn chứ không phải nhất thiết là nó quy định là mình phải hàn cái đường hàn to đâu nhé. Bích 16 mà chỉ hàn đường hàn 5 kết cấu vẫn cứ là ok. Đây ví dụ như ở trên này, trên này là bích 9 và hàn đường hàn 6 này, nó ghi như chỗ này thì là 6 này hàn ở đây. Đấy. 8 thì hàn bên trong này, bên trong đấy này. Và mình sang phanh là G là mài, mình mài vát 45 độ ở cái vị trí này này. Để mài 45 độ để cho nó ngấu. Còn ở bên trong trong này là mình hàn được hàn 5 ấy. Một số này chỉ quay một số những cái, còn thực tế là đúng vào đính gá thì đúng là anh em phải đính làm bản vẽ và đính thực tế thì hình dung nó mới dễ ra được, rõ ra được. Chứ soi đây thì mình chỉ giới thiệu qua qua thôi, qua qua cho anh em xem. Đấy. Đây, mình ở đây. Ở đây ví dụ như là chỗ đây, cái mã này thì nó sẽ biểu thị ký hiệu này, ví dụ K này, E này. Anh em xem bản vẽ thì phải xem những cái ký hiệu nó khoanh ở đây để mà mình lật sang cái mặt bên để mình xem là E sẽ đính cái loại bích nào nhé, cái mã nào, K đính cái mã nào. Ví dụ như anh em thấy là nó dùng ở đây nó vẽ này, cái chỗ này, bên trái này là bé hơn cái mã bên này to hơn. Đấy, bên này to hơn nhé. Nguyên mảng bên này nó sẽ là mã to hơn. Còn mảng bên này là mã tăng cứng là đính bắt tăng cứng là bé hơn. Đấy, nhìn chỗ này thì nó sẽ biểu thị ở bên này. Đây. Anh em thấy này. E này. Đấy, nó sẽ biểu thị ở đây. Ngày trước khoan lỗ mình cũng ghi này, ví dụ như 385 này. Đấy, nhưng mà sang ô này anh em nhìn này, ô này tận 430 này, chỗ này chỉ 385 thôi. Một bên to một bên bé nhỉ. Đấy, mình phải nhìn sang đây để mình xem. Chứ không là đính nhầm là toang view. Đính nhầm hàn xong là thôi. Xác định cắt ra là ốm đòn luôn. Cái công mà khi mà mình đính xong mình chưa hàn ấy thì mình đập ra mình cắt ra nó dễ, nhưng mà sau hàn xong rồi đúng mà cắt ra thì đúng là mất thời gian kinh khủng luôn. Chung là mình cũng có những pha trước mới vào bản vẽ có những pha làm như thế rồi cũng vất vả lắm anh em ạ. Đây, bên này đây, ví như là key đây, key này nó biểu thị rõ ràng trên này. Chung cái dàn này khoan lỗ lâu anh em ạ, khoan lâu dã man luôn. Khoan là xem là một người khoan ấy là chính xác là gần một tuần mới hết được cái dàn.
gần một tuần mà mỗi ngày làm 8 tiếng mới hết được cái dàn. Đấy, đây cái cột này, cột ở dưới, vị trí bên dưới này, kê này. Thôi chứ, cơ bản là hôm nay là mình giới thiệu qua qua như cho anh em xem như thế. Đây mấy cái chỗ chéo chéo mà rằng chéo mà mình bảo với anh em đây. Đây cái chỗ rằng chéo này phải cắt độ 4-5 độ xong thì gắn bích kiểu như thế này, gắn bích như này. Đấy, gắn như thế nên là mình cần phải yêu cầu, nói chung là làm này phải biết được là chỗ nào, phải nghiên cứu chỗ nào làm trước chỗ nào làm sau, chứ làm đúng theo quy trình thì mới xuôi suôn sẻ được, nhanh được, chứ không cứ làm cái chỗ mà chưa cần làm trước mà mình nên làm trước ấy. Nhưng mà anh em nào làm đâu rồi vào làm thực tế thì mình có kinh nghiệm thì mới ra được ấy, mới ra được vấn đề. Đây. Đấy. Anh em thấy nhá. Ở đây ý, nó biểu thị như này. Tầng trên đỉnh chóp đỉnh đầu ấy thì nó sẽ một cái bích chính nó ốp vào như thế này. Thì anh em phải cắt những cái chỗ này, anh em phải cắt để đâm cái H200 cho 100 này, anh em phải cắt để đâm vào. Thì cắt như là mình vẽ sơ sơ qua đây cho anh em để anh em biết. Ví dụ như là đầu tiên là cây H100 là nó sẽ nó như này. Đấy. Thì bây giờ mình phải cắt để đâm vào cái thân chỗ này. Đấy. Sau khi cắt xong thì nó sẽ thành như này. Đấy. Nó kiểu đây, cắt xong này nó thành như này, nó thành mỗi cái xương ở trong đây, xương này, nó có nghĩa là từ chỗ này đâu này, đâm vào đây, nhìn này, y như ở dưới luôn, mỗi xương này nó, đấy, mình bị cắt, như đợt bình thường là nó sẽ là như thế này. Đấy, thì bây giờ mình cắt bỏ mất cái chỗ này đi. Chỗ này đi. Thì còn mỗi cái xương ở giữa này để đâm vào thôi. Đấy, ví dụ như cái này lại khác. Còn đâu như ở bên tầng bên dưới này. Tầng bên dưới ấy, thì chỉ việc đâm vào này thôi. Đấy, tính vật liệu trừ đi. Đâm vào này và ở hai bên cái sườn này nó sẽ có hai cái miếng tôn chín. Sỏng 15 này. Từ đây đâm vào đây là 71,5 là đâm vào đây. Thì ví dụ như cái này ấy, các bạn không thể đính này. Không thể đặt đây vào đây đính này, xong mới lại cắm hai cái này vào đính nhá. Xong mới cắm hai cái này vào. Mà như cái cây này ấy, thì mình sẽ phải đính cái tôn Fratoba này này. Rồi bên Nhật gọi cái tôn này này đính vào trước cái H200 này nhân 100 này. Sau đó hàn hết đi. Hàn hết hai cái đường này, cái đường chỗ này này, đường chỗ này, hàn trong ngoài, xong bắt đầu vệ sinh sạch sẽ đi, xong bắt đầu mình mới đưa vào đây, đưa vào là cân luôn. Đấy, tránh trường hợp là mình đính cái này xong mình đút cái này vào thì có khi là lúc đấy mình đính không vuông ấy, có thể nó sẽ dê sang đây một tí nhỉ? Thì lúc đấy đút cái này vào là thôi, coi như là như không vào được ấy, lại phải mài đi. Đấy, bên này rộng quá nhỉ? Cái này cũng là cả một cái kinh nghiệm mà mình từng làm, mình đã từng làm đấy, làm rồi thì này có kinh nghiệm, chứ còn nếu chưa thì đúng là còn phải mần mò chán. Đây anh em, kể cả ở dưới này cũng thế này. Đây ví dụ như dưới này thì đây nó sẽ biểu, nó sẽ yêu cầu là hàn, đường hàn bao nhiêu các thứ để anh em, hay là vát bao nhiêu độ.
vát bao nhiêu độ ở vị trí này đây, vị như cái cây này, thì anh em thấy là cả trên cả dưới nó đều đút cái thanh Fratoba cái tôn 9 này, rộng bề rộng 15, thì anh em sẽ phải đính hai cái này vào với nhau và mình hàn đi, xong vệ sinh sạch đi, xong bắt đầu mình mới đút vào như thế này nhé. Đây, ở đây nó biểu thị là những cái nào mà đâm vào như thế này ở bên mặt bên này mà không có cái gì thì anh em sẽ đính hai cái tăng cứng ở đây để cho nó cây nó cứng cáp cây. Đấy, đính vào đây. Và nó cũng yêu cầu là hàn đường hàn 4 và mài vát 45 độ. Khi mà vát 45 độ thì anh em hàn đường hàn 6 nhỉ. Đấy. Nó sẽ yêu cầu như thế. Cụ thể là như vậy. Đấy, anh em đây, mình cho anh em xem qua tiếp là cái đây là cái bản mình đang làm cây đang Tetsudi cây đang nang can tay vị. Đây mình đang làm đây, cái thông số của nó thì nó ghi đây là cái mặt sàn, chỗ này là mặt sàn này. Đấy. Đây xa qua này cho anh em. Cái chính xác ra là có một loại, một số công ty ý, thì nó sẽ bóc tách ra, ví dụ như anh em nhìn ở trên mặt sàn trên đỉnh này xuống này, nó sẽ bóc tách nhìn theo chiều ngang sang để cho mình nhìn thấy những cái chân cột ấy. Nhưng mà ở Takuma thì nó sẽ có một cái bản vẽ quy ước là cột bao nhiêu và cái khoảng cách kích cỡ như thế nào. Thì ở đây thì bọn mình làm quen rồi ấy, thì nó chỉ có cái mặt sàn trên đỉnh này nhìn xuống thôi. Thì kích thước thì nó có, nó ví dụ như ở cái góc này, ví dụ như mình đang làm, muốn làm mình sẽ ví dụ ở mỗi cái chỗ này thôi nhé. Thì anh em có thể thấy là như cái chỗ này thì mình đây cột từ đây ra đây này, từ ra góc này và từ đây sang đây thì nó sẽ biểu thị cho như là từ đầu này đến đây là có một cột này. Đấy. Từ đây đến đây là lại một cột này, tiếp từ đây ra đây lại có một cột nữa, và cái cột ở trong chỗ này trong chỗ này ấy, thì nó chỉ là cái loại ống 20A là đường kính 27,2, còn ở trên cái vị trí này thì nó sẽ là cái ống 25A đường kính 34, thì nó quy ước là như vậy. Nó chỉ thì anh em chỉ tính vật liệu như thế thôi. Như là chờ một tí xem là cái ví dụ như chỗ này nhé, mình sẽ tính vật liệu của cái cây này, của cái này như đây là 3070 này, nó cắt cái anh em nhớ là cái chỗ những cái chỗ đen này mình bảo này, chỗ đen này là chỗ công trường nó hàn. Đấy. Thì cái 3070 từ đây đến đây. Đấy, thì anh em chỉ việc là 3070 trừ đi bao nhiêu, trừ đi thì nó chỉ có mỗi một cái cúp quằm xuống ở vị trí này. Cái cây này ấy, nó sẽ mình sẽ vẽ tạm đây như thế này. Đấy, nó sẽ vòng đây như này, ở đây nó sẽ có hai cột như này, chỗ này nó cắt ở đây, sau này nó hàng ở vị trí này, nên là mình đang chiếu đi như thế nhé. Ở đây thì nó có hai cái cột chỗ này, đây nó như này, dưới này có một cái flat tổng bà tôn dưới này. Đấy, nó cái kiểu như thế này. Đấy, thì ở cái chỗ này là cái khúc khuỷu ở đây. Mình quay cho các bạn mà mình hàn đấy. Cái khúc khuỷu này là khúc khuỷu 25A mà bằng đường dài của nó là 76. Thì khi mà mình tính mình trừ đi thì mình phải chia đôi nó ra.
như là 3070 này trừ đi 38, 76 chia 2 mà. Đấy. Thì các bạn sẽ ra được một cây vật liệu là 3032 từ cái chỗ này. Từ cái chỗ này đến đây, 3032. Và ở dưới này là nó sẽ là chiều ấy nó sẽ là 1125. Đấy, 1125 thì các bạn sẽ phải lấy 1125 trừ đi 38 bằng 1087. Đấy. Thì mình sẽ là có một cái cây 1087 ở đây nữa. Thì còn ví dụ như cái cây chỗ này, cây 20A ở đây, có hai cây 20A ở chỗ này. 20A thì nó là 1125 nhưng mình sẽ phải tính như nào? Nó đâm cái cây 20A này, nó lại đâm vào cái cây 25A nhỉ? Cây trên này là cây 25A này, mà cây này cây 20A. Đấy. Thì đâm vào thì các bạn sẽ phải lấy là 1125 này trừ đi bao nhiêu? Thì cây 25A này đường kính 34 nhỉ? 34 thì các bạn phải chia đôi ra, nó đến tâm mà. Lúc nào nó vẽ là mình tính, mình phải tính từ tâm trừ đi nhỉ? Trừ đi 17 nhỉ? Thì bằng 1008, nhưng mà 1008 thì mình lại phải cộng với lại 4 ni nữa. Đấy, 4 ni nữa để làm gì? 4 ni nữa là mình khi mà mình cắt ngoằm ấy để mình đâm vào để nó cho cái khe nó không còn, nó ví dụ như hai cái này đâm vào nhau này, cái khe nó hở, ví dụ như cái chỗ bút này nó hở rộng như này thì mình hàn thì nó sẽ nhiều, mất nhiều thời gian hơn đấy. Khi mình đâm vào mà nó khít ấy, mình hàn gieo phát đã xong rồi đấy. Thì là cơ bản là như vậy. Hôm nay mình thì video ngày hôm nay là cũng tương đối dài rồi, thì mình cũng xin được tạm dừng video ở đây. Đấy, cảm ơn anh em đã bước chút theo dõi video clip của mình. Anh em mà quan tâm về bản vẽ thì mỗi hôm mình sẽ chia sẻ thêm một chút về bản vẽ cho anh em nào muốn học, muốn xem. Thì mình cứ mang cái bản vẽ mình thi công về, mỗi hôm mình vẽ một cái gì đó nó chỉ tách ra nó bé bé thôi, thì mình phân tích cụ thể hơn thì anh em sẽ được theo dõi nó kỹ càng hơn, nó sẽ hiểu rõ hơn. Chứ rộng to như này mà mình phân tích hết thì anh em hình dung nó khó. Mình xin tạm dừng video ở đây nha anh em nhé. Chào anh em.